Tanmonida chiếc lá cuốn bay bị quản lý ép dùng chất kích thích trước khi tử nạn. Dư luận châu Á sụp sôi bất bình trước kết quả khám nghiệm tử thi mới nhất liên quan đến nữ diễn viên Thái Lan Tanmonida. Theo đó, bác sĩ pháp y Thái Lan cho biết đã phát hiện ra máu của Tanmo có chứa clonazepam, một loại thuốc an thần và một loại ma túy. Chất này được cho là khi trộn với rượu sẽ làm người sử dụng buồn ngủ, do đó chất này được xếp vào loại ma túy gây ảo giác. Được biết, trước khi Tanmonida qua đời, cô từng phải đi điều trị tâm lý một thời gian. Tuy nhiên, các bác sĩ chưa bao giờ kê đơn thuốc clonazepam cho cô. Bệnh nhân khi được kê loại thuốc này sẽ được bác sĩ cảnh báo về tác dụng phụ khá dữ dội khi thuốc được sử dụng cùng rượu. Bác sĩ pháp y cũng cho biết một trong năm nghi phạm và đồng thời là bạn cùng thuyền với Tanmonida vào đêm cô xảy ra tai nạn đã phát hiện ra chất alprazolam. Đây cũng là một loại thuốc an thần và hiệu quả của nó mạnh gấp 10 lần chất clonazepam. Báo cáo mới nhất của các bác sĩ pháp y cũng chỉ ra rằng Tanmonida đã bị thương trước khi chết. Những chia sẻ mới nhất của bác sĩ pháp y hiện chưa được cơ quan điều tra vụ tai nạn của Tanmonida phản hồi. Trước đó, vào tháng 4 năm 2022, cảnh sát điều tra kết luận nữ diễn viên Tanmonida tử vong do đuối nước và khẳng định vụ việc là một vụ tai nạn sông nước thông thường. Năm người bạn cùng thuyền với Tanmonida vào đêm xảy ra tai nạn 24 tháng 2 chỉ bị điều tra bởi tội sơ suất làm người khác tử vong. Cách đây vài ngày, một đoạn video được cho là ghi lại cảnh Tanmonida rơi xuống nước được phát tán trên mạng xã hội Thái Lan. Trong đoạn clip, người phụ nữ hét lên, cứu tôi với và thả tôi ra. Clip cũng ghi lại cảnh hai người đàn ông và một người phụ nữ giằng co cãi nhau ở mũi thuyền. Ngày 17 tháng 6, nữ quản lý Gratis, bạn thân của Tanmo và đồng thời là một trong năm người có mặt trên thuyền, vào đêm xảy ra tai nạn cho biết, nữ diễn viên xấu số đã cãi nhau với chủ thuyền Po trước khi cô ấy rơi xuống nước. Tuy nhiên, Gratis vẫn khẳng định Tanmo bị ngã khi cố đi vệ sinh ở cuối đuôi thuyền. Bác sĩ pháp y cũng công bố báo cáo khám nghiệm tử thi của Tanmo. Họ cho biết khuôn mặt của nữ diễn viên bị sưng tấy, thân bị bầm tím và có vết thương ở chân, một số vết rách nghi do chân vịt của thuyền gây nên và một số vết bầm nghi do bị trói. Phổi và bụng của nạn nhân có nhiều buồng, điều này chứng tỏ Tanmonida đã bị bất tỉnh sau khi rơi khỏi thuyền khá lâu. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên biết bơi nhưng vẫn chết đuối khiến nhiều người nghi vấn. Mẹ của Tanmonida thì tin rằng con gái bà đã bị sát hại trước khi bị rơi xuống nước. Trước đó, ngày 7 tháng 6, bà đã đến đồn cảnh sát giao nộp bằng chứng quan trọng, đó chính là chiếc điện thoại của Tanmo, nơi cất giữ mọi thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án. Bà Panida, mẹ ruột của nữ diễn viên, tin rằng con gái bà bị giết hại chứ không phải gặp tai nạn sông nước thông thường. Bà Panida cũng từng gây xôn xao khi thừa nhận gửi mọi thông tin trong chiếc điện thoại này cho một người đàn ông tên Bangsak, kẻ đang phạm phải nhiều tội danh tại Thái Lan và bị cấm nhập cảnh tại Thái Lan. Người đàn ông này được cho rằng đang tạm trú ở Mỹ và đã sử dụng mạng xã hội của nữ diễn viên quá cố thời gian qua. Người này đã đăng tải dòng trạng thái trên tài khoản cá nhân của Tanmonida hồi cuối tháng 5 năm 2022. Ngày 8 tháng 6, MC nổi tiếng của Thái Lan Un Puwanat công bố thông tin gây sốc. Người này cho biết được Bangsak tận mắt cho xem một số đoạn clip được cho là bị xóa trên điện thoại di động của Tanmo. Đoạn clip được quay vào khoảng 9 giờ tối ngày 24 tháng 2, ngày nữ diễn viên gặp nạn. Thời điểm này, lẽ ra Tanmonida đang ở trên thuyền, nhưng trong clip, ngôi sao quá cố được cho là đang ở khách sạn cùng một người chưa rõ danh tính. Ngoài ra, có người đã quay lại hình ảnh Tanmo bằng kính điện thoại di động của cố diễn viên. Tanmonida gặp nạn vào đêm 24 tháng 2 khi đi dạo trên sông cùng nhóm bạn và tới ngày 26 tháng 2, thi thể của cô được tìm thấy dưới nước. Hai cuộc khám nghiệm tử thi với nữ diễn viên đã diễn ra. 6 nghi phạm có liên quan tới vụ việc của Tanmonida đã bị điều tra, trong đó 5 người cùng có mặt trên thuyền với Tanmonida bị nghi ngờ làm giả lời khai, tiêu hủy chứng cứ, sơ ý làm người khác tử vong. 4 người có liên quan tới vụ việc đã bị cảnh sát Thái Lan ra lệnh bắt khẩn cấp, trong đó 3 người bạn cùng thuyền với Tanmonida tạm được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Cả 5 người bạn đều khai rằng nữ diễn viên xấu số bị ngã xuống nước khi cố đi vệ sinh ở cuối đuôi thuyền. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận Thái Lan và châu Á từ tháng 2 năm 2022. Ngày 18 tháng 6, Po, người chủ thuyền, đã lên tiếng về nghi vấn là người đã ra tay sát hại Tanmo. Tanmo là bạn của tôi không giết và cũng không có ý định tiêu hủy bằng chứng, Po khẳng định. Trước đó, Po là một trong 3 người bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 26 tháng 2. Anh được tại ngoại vào ngày 27 tháng 2 sau khi nộp tiền bảo lãnh.